Đâu em? Ôi. Rất là dạy nhiều nha. Nó chạy lăng tăng hai ba con đây luôn nè. Wow. Ở đây mình không muốn bắt động vật hoang dã nha. Thấy các bạn thấy không? Nhông nè. Rất là dạng luôn, kê sát camera luôn. Rồi. Quay đâu vậy rồi. Ồ, thấy các bạn thấy không? Bây giờ đã chín rồi các bạn. Bây giờ anh em mình sẽ cắt ra nha anh em. Đây nè. Đây nè. Quá nhiều mực. Đây nè. Ồ, nóng quá. Thấy không? Xúc xích với bánh mì nha các bạn. Báo của năm đó. Nhìn đứa ăn. Nhìn đứa ăn là biết số sướng nha. Đó. Hi, Đô chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Đô TV nha. Ngày hôm nay thì Đô với cháu Đô sẽ đi lên núi. Và chúng ta ngày hôm nay Đô sẽ đi lên núi gọi là tham quan thôi mọi người. Đó. Các bạn hôm nay mình sẽ đi lên núi, các bạn thấy không? Đó, dãy núi phía sau mình nè. Đó, các bạn thấy không? Ở đây toàn là gai xương rồng không nha. Cái đường núi này nói chung là đá nó cũng có lối mòn các bạn. Đó, lối mòn này. Nói chung là rất là dễ đi. Nếu như ai mà có sở thích leo núi thì leo ngọn núi này thì rất là ok nha. Núi này thuộc vùng núi Chúa ở Vĩnh Hy các bạn. Wow. Nói chung hiện tại mình đang leo là khoảng tầm 10 giờ nè. Trời khá là nắng nha. Đây hiện tại cháu mình đang đi nha các bạn. Đang leo mới cái đầu gọi là dưới chân núi thôi các bạn ơi. Cho nên con đường khá là bằng phẳng, không có gì gọi là trong trên nha. Ở phía trước mình hiện tại cũng bầy bò đang đứng luôn, chà bá luôn nè. Đó, mấy con bò núi nè. Bò nhà người ta vô đây thả đi ăn cỏ, có cỏ nó ăn không ta? Wow, các bạn thấy không? Bò núi người ta thả rất là nhiều nha. Mà sao người ta không sợ mất mà thả ở đây ta? Không ai canh luôn nè. Các bạn thấy chú bồ con rất là dễ thương không? Bò con. Hello, Mr. Bò. Mình phỏng vấn bé bò cái. Bò ơi, cho hỏi đường lên núi đường nào bò? Độ bò dắt đi rất là thông thả nha. Dễ thương không? Núi này hiện tại xương rồng rất là nhiều. Các bạn khi mà đi á, các bạn để ý dưới chân nha, cái chân đạp gai xương rồng nha các bạn. Đó. Wow. Các bạn thấy bé bò đi rất là, đi núi rất là chuyên nghiệp. Giống như vận động viên leo núi vậy. Thấy bò mẹ nó thương con đó. Đi lúc nào nhìn con đó. Nó đi thẳng, đi thẳng. Phía trước chúng ta sẽ có một cái gọi là đá bàn nha các bạn. Bởi vì chúng ta đi khoảng 50 mét nữa thôi là sẽ chúng ta gặp một tảng đá rất là lớn. Mà tiếp theo đây là chúng ta sẽ thấy một tảng đá khá là lớn và màu trắng. Khi mà chúng ta ở dưới đồng bằng nhìn lên thì tảng đá này lộ ra giống như một cái bàn. Người ta gọi là núi đá bàn. Khi mà đó các bạn thấy không? Ở trên đây nước thác chảy ào ạt luôn các bạn. Nước rất là trong mát nha các bạn. Rửa tay mát ha. Cho thằng trượt đông nha, để lâu nha. Được thằng em của mình á, lên đây nó bị trượt đá trên đây các bạn, bị tét đầu luôn. Phải may phải mười mấy mũi. Đó các bạn thấy nước chảy đã không? Wow. Để mình quay xuống mình dưới mình quay cho các bạn xem nha. Đường khá là trôi nha, coi chừng rong nha. Nó trượt cái là mất Tết đó. Hiện tại bây giờ là 24 Tết các bạn ơi. Mình coi mình trượt xuống. Quá là nguy hiểm. Cháu mình đang ở trên đó các bạn ơi. Hello.
Hậu An. Ôi vãi. Già rắn nè. Già rắn đâu? Đây là một con rắn đã bị con chim biển biệp nó ăn nè các bạn. Đây là không phải là da rắn mà là một phần của con rắn nha. Bị con chim biển biệp nó ăn á. Các bạn thấy ghê không? Đó. Biết chạy đã chưa? Wow. Các bạn thấy không? Những tảng đá lớn và có thể khi mà trời mưa có thể lăn tới bất kỳ lúc nào nha. Đó. Bây giờ mình sẽ tìm một cái bóng cây nào đó cho nó mát để cắm, để làm cái gọi là một cái bạt ti. À đây nè các bạn. Đây là cái lò than người ta hầm á. Ra củi các bạn, bây giờ người ta đã lấy hốt hết rồi. Các bạn thấy những cái tàn tích của nó không? Đây là những cái củi than mà nó gọi là người ta đốt chưa hết, đi chưa hết á. Người ta bỏ nè các bạn. Đó. Than này nha. Than nói chung là bán cũng bao nhiêu ký ta? Ở nhà bán nhiêu ký Kha Khanh? 20.000 ký nhưng mà còn có hơn 20 ngàn ký. Hơi rung rồi đó. Wow. Để Khanh lên núi này coi thử lên trên tảng đá này có gì nha. Các bạn thấy những chú dê đang ăn cây lá cây không? Đó, dê như người ta thả ngoài chuồng á. Những cái chuồng hồi nãy, những cái chuồng ở dưới chân núi á là chuồng nhốt những con dê nè các bạn. Đó, những chú dê đang ăn á. Wow. Đó, cháu mình hiện tại đang ở trong đó các bạn. Đang chuẩn bị, đang dò đường để mà tìm một cái nơi có thể chúng ta cắm trại buổi trưa nay. Người ta nói cameraman lúc nào cũng bắt tử các bạn ơi, nhưng mà không biết là ở đây rất là rừng núi, rất là nguy hiểm. Chúng ta không thể nói trước được điều gì nha các bạn, bởi vì đây cũng là một cái trò chơi. Vừa nói xong muốn bớt cái chân luôn. Very host. Nhông nó thấy rất là dạng người đó, nhông á, rất là dạng người nha. Nó chạy lăng tăng hai ba con đây luôn nè. Wow. Ở đây mình không muốn bắt động vật hoang dã nha các bạn, thấy không? Nhông nè, rất là dạng luôn, kê sát camera luôn. Các bạn thấy không, mình lấy tay bắt luôn á, nhưng mà mình camera khó khoát á. Đó, cho mình đây đốt lửa chuẩn bị nướng một ít xúc xích. À hôm nay mình có bánh mì nè. Đó các bạn, đây là không phải là thử thách sinh tồn nha các bạn, mà đây là một cuộc giống như đi dạo thôi các bạn ơi. Chuối, xúc xích, nói chung là đầy đủ luôn nha. Rong biển nè. Nói chung đi lên núi biển các bạn. Đây một biển nha các bạn. Đó một biển đó, đầy đủ hết á. Bị tôm nữa nè. Ôi trời ơi, lên núi mà ăn kiểu này chắc ốm hết á. Các bạn thấy khung cảnh nhìn ra đây thấy rất đẹp không? Đó. Một chặng đường dài nữa lên tới đỉnh. Đây là mình có chuẩn bị hai cây xúc xích nha các bạn. Mình đã xỏ vô hai cái cây này thấy không? Đó, nhìn thấy đẹp không? Ok, bây giờ mình nướng nha anh em. Đây mình để lửa, nói chung là lửa này mình đốt nãy giờ rồi, bây giờ nó bắt đầu nó tàn rồi các bạn. Mình sẽ đốt đây nè, đó thấy không? Mình đốt để chờ một lát nó sẽ chín là ăn bánh mì nha anh em. Bây giờ đã chín rồi các bạn. Bây giờ anh em mình sẽ cắt ra nha anh em. Cái cốc xích đó anh em cắt ngang nè. Tại vì cốc xích còn nóng á. Chúng ta kẹp lá vô đó đúng không? Cắt ngang ra mạnh lên, phải chừng trúng tay nha anh em. Con cừu kìa, quay con cừu kìa Khanh, sau lưng á. Đó. Ok,
mời mọi người ăn bánh mì xúc xích nha. Này này, bánh mì lạp xưởng như quên. Mình có một có 5 con mực nha anh em. Bây giờ mình sẽ nướng mực nha. Đó. Mình tạo ra một cái bếp nãy giờ nè. Đây nè. Đây nè. Quá nhiều mực. Đây nè. Ù, nóng quá. Mực nãy giờ mình chín rồi nha mọi người. Để mình ăn thử. Ồ, chín rồi. Cái đầu rớt mất tiêu rồi ra. Kìa, mực này ăn sống cũng được mà. Không cần phải chín lắm đâu. Ta đây uống trà nè, không. Ăn cái đầu này mọi người, cái đầu này bây giờ cháu mình tới giờ chiều rồi, nó đói bụng quá, giờ nó phải ăn mì nè. Cái lá gì trên trong cái đó vậy, lá cóc hả? Đó, bây giờ nấu mì á. Bây giờ 4 giờ chiều, trời nó đã âm u rồi nha mọi người, khá là âm u, gió rất là nhiều trên đây, là không biết buổi chiều biết được khí hậu sao mọi người ơi, gió rất là nhiều. Wow. Bây giờ mình đây là một công việc khá là quen thuộc với các bạn phải không? Nhưng mà trên núi lại khác nha. Đốt luôn là sao? Xúc xích nha mấy bạn. Đó, xúc xích nữa, anh thù xúc xích nữa, bởi vì anh ăn mì mà không có xúc xích á, anh không ăn. Kiểu con nhà nghèo mà nghèo quý tộc á, nhà nghèo quý tộc ăn mì phải có xúc xích nữa. Có mực không? Mực khô á, bỏ vô cho nó ăn ngon. Thôi đã lắm. Thấy chưa, đã không? Ngon quá ha. Lát mình gắp miếng thử ăn ấy, bỏ mực vô, xí mực vô. Mực này mà bỏ vô mì tôm thôi chứ ba trái bột chét con nhà anh em. Đó, anh em thấy không? Gặp tay làm ly hết. Ủa? Ăn vậy luôn hả? Mấy các bạn thấy ở Hòn Giả, một vùng rất hoang dã ha, nhưng mà ăn mì ở đây rất hấp dẫn nha. Mà các bạn ăn ở nhà hàng khách sạn á, các bạn không thể nào thưởng thức cái món mì này rất là ngon nha. Đó, món mì này không phải là có tiền là muốn mua được là ăn nha. Các bạn thấy view nè, view khủng nè, đó, view thứ dữ nè, đó, thấy chưa? View này các bạn đâu có thể nào mà muốn thích là ăn được đâu, thấy không? Các bạn nhìn cái view đã không? Đó, quay lại với chương trình ẩm thực thì các bạn thấy bây giờ gấp cổ xúc xích đó, thấy cây nhọn nhọn đâm xuống, cây nhọn nhọn kìa, cái nhọn cái đầu trên đầu á. Thấy không, xúc xích đó. Wow, bự quá. Giống như mấy sinh tồn á. Ôi trời ơi, mực nha mấy bạn. Đó, mực á. Đã không, ngon như trời. Đúng bạn, thanh niên báo của Nam đó. Nhìn đứa ăn là biết số sướng nha. Đó, nhìn đứa ăn là biết con nhà quý tộc rồi đó. Lát ăn nhớ dập lửa nha. Lửa lên bắt cháy hết rồi, được là ăn cám luôn đó. Rồi nãy chưa hết à? Ăn lâu quá, thanh niên ăn mì lâu quá. Thôi
Mình ăn á. Mình ăn ở đây lát. Mình ăn ở đây lát. Lát mình sẽ về luôn nha. Thôi cháu mình đã ăn no rồi các bạn ơi. Mình xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye bye.